nay Khang hứa với mọi người là dắt đoàn về chốt bối cảnh lần cuối nha mọi người. Thì đây gồm có anh đạo diễn hành động, anh Trứng Voi, anh Ạch, director là anh Nghĩa. Đây phó đạo diễn. Nè mọi người cho bối cảnh nha, bối cảnh cực đẹp nha mọi người. Đây là ekip bộ đài chơi quay nha mọi người. Sơn Đông Mai Võ Lê Quang 7 chụp nha anh, 7 lấy điện thoại kia đi, thoại con Đức á, anh cứ chụp đi, anh đổi sim rồi xong rồi. Đây là anh 7 chủ nhiệm nha mọi người. Đây là cái đình ở quê mình nha mọi người. Quá đẹp luôn. Ê, như đúng mùa hè luôn, đúng đẹp luôn ta. Đâu có cái gì. Ok. Quay lại chút nữa qua nhậu á. Rồi, mình đi cho nào. Đó, cuối cùng là bên các tổ là chốt bối cảnh này nha mọi người. Chốt quay Sơn Đông Mãi Võ ở đây của chú Lê Quang ở làm ở đây nha. Nên mọi người nhớ ủng hộ nha. Từ hôm dài đi từ xem bối cảnh tới ngày gì cũng cả tháng mấy hai tháng á, tập võ 3 tháng á. Nên mọi người nhớ ủng hộ cho ekip Khang có thêm động lực. Ngoài bộ đội cho quay thì Khang còn nhiều dự án nữa nha. Từ đây lên, từ dưới lên không? Được, được. Từ dưới kia đó, từ cái cua dẫn xe một cái chân mình vẽ qua bầu vô bài hát. Lấy dao, lấy cua, lấy quả bánh gì, lấy lấy rau củ quả ném ha. Không, tặng, tặng quà. Tặng à, mốt quay quay bà con nghe. Có cẩn cái gom rồi. Không chơi cá, không có Quỳnh Nhung. Có, tại tao bảo chứ. Thôi nhưng mà cháu đi xuống đây được, mình cứ chặt luôn thì nay thôi mà. Thì khu vực nhà cá nữa. Khu vực nhà cá. Cá. Mấy cái món bánh gà bánh xèo với bánh thọt đó rồi. Gà bánh thọt mà nấu rất truyền thống đó mọi người. Nấu rất là truyền thống luôn. Nên hồi nữa là phim quay buổi sáng là khỏi ăn sáng. Xuống ủng hộ à, bánh xèo của con. Buổi sáng là khỏi ăn sáng cho mọi người, là ủng hộ bánh xèo của con. Nó bằng củi luôn nha. Thôi thôi, lộ ơi, bên đây. Bên đây. Ôi. Bấm Sài Gòn về. Bé bóng quay lại ủng hộ đi. Ủng hộ bánh xèo nè. Bé bóng gửi xe. Hay là tại xe nó yếu ta. Tại ra mình được cái à.
nha, còn cái cơm đông là đúng rồi, còn đi xuống chợ nè, tất cả gì nguyên cái chợ rồi hết này, nằm có chỗ luôn, tiếp tục, thôi đó mọi người, Khang đang tới cái vị trí mà cây cầu hôm bữa Khang nói với mọi người đó là phân đoạn 1, tập 1 luôn, ngay phân đoạn đầu tiên luôn. Đây là phân đoạn 1 thì dắt chứ cà không đứng với nhau, nó chết ở đây. Hai thằng thôi, hai thằng thôi, lưu ra hết. Hai thằng chứ là một thằng quay phim. Mấy nó biết tẩy mấy lần, có thằng quay phim con heo đi theo đó. Mọi người nhìn cảnh sao? Tướng Voi phát biểu cho cảnh này rồi, Tướng Voi đẹp đẹp rồi đó, yếu này có gia cố được không? Gia cố gì mà gia cố, làm cái mới luôn thì được, làm cái mới thì được, làm cái mới yếu hơn cái này nữa. Đợt này có cái gì muốn đặt này. Cái cảnh này anh Khang kiếm bao lâu mới ra? Kiếm khoảng nửa tháng. Nửa tháng. Có nghĩa là có nhờ ông chú đi tìm bối cảnh trước rồi. Tìm không ra là phải đi hỏi thăm người ta chỉ mới vô đây tìm được. Đúng rồi. Nguyên cái con sông này, cái khu này chỉ có một cái cầu cây duy nhất thôi. Đúng. Cầu cây đó em lên tìm cầu cây anh, còn thêm cái ốc sòn nữa mà cầu nào nữa không á, còn như là cầu xi măng hết à, bê tông hết à. Ở đây mình thuộc xã nào nha? Tân Hòa, Tân Thịnh. Tân Hòa rồi một thằng con heo với lại hai thằng diễn viên còn còn mấy thằng ngáo ngáo thì đứng dưới đây đứng đây luôn ra rất là ẩm dưới đây. Đúng rồi, anh nghĩ là duy nhất đánh là phải hỏi kiến dầu đúng không? Nè anh coi nè, nó đánh nhau thấy thằng cũng đánh chớn rồi phải không? Còn hai thằng đánh nhau thì nó không đến nổi nào đâu. Nổi nãy chiếc quay chở hai đứa nít với bà già chạy bằng được mà không mấy. Bây giờ anh Voi với anh Khang thử chích đoạn hay thử bớt giỡn luôn. biết là nó chịu nổi nhưng mà tâm lý ta không ổn. Má cây cầu bất ổn rồi, cầu bất ổn. Mình giao đi đây đấy thì đó được không? Ai mình không đang thay đại luôn cây đó, cái cây đang thử luôn cây đó. Cái cầu này nó yếu lắm nha mọi người. Tìm cái cầu này là cực kỳ hiếm mà. Khi mà đúng hai cây neo thôi. Đúng hai cái cây gỗ này. Đó, đây là nơi của anh nha Tướng Voi. Nơi của anh luôn á. Thấy dưới quê hôm trời mưa nhìn cảnh đúng làng quê luôn. Nhậu nè. Nơi của anh đó. Rồi lấy một con ra cho anh Tướng Voi dắt không nhỉ? Con này nó hung không anh? Dắt đi quay thôi rồi. Anh dắt một con lựa đi anh Tướng Voi. Thích con nào? Ủa, có heo được không? Đây có heo được không anh? Hay là sửa lại heo nái? Heo nái ai nhảy nó má? Thì sửa lại nội dung lại thôi. Không được, heo nái là phải đi tìm trai. Ở đây con đang đi kiếm người để nó kiếm tiền mà. Đây có con nào không? Còn con bầy nữa nè. Ủa anh Tướng Voi hai chàng nhìn biết luôn. Ở đây chắc quay được ha. Chụp lại cái nha, chụp quay lại để về coi cái góc này nè. Đứng đây nói chuyện rồi đàn em thì máy bảnh bắt qua. Nhưng vài phiếu con heo đực này rồi sao ta? Đúng rồi.
Rồi thì mấy thằng em đứng nói chuyện đây nè. Đứng cãi lộn, chửi này, chửi này kia rồi, tán đồn này, tán đồn kia rồi. Vô đây mày tắm bái bói cho tao, chị nè. Vô tắm luôn, xịt nước. Thôi ngủ đi bái bói, ba đi chợ, tí xíu ba về. Ba đã giải quyết cái nhóm của thằng kia một cái. Ba đi công chuyện. Ba thái công chuyện. Vậy là phải kiếm con heo đực đó anh Nghĩa. Heo nhỏ ra cỡ này được rồi. Nhỏ hơn cũng được đúng không? Không có con bự lắm anh. Mấy cái dài hay quá mà bây giờ kiếm con heo nọc đâu ra ta. Là không nuôi luôn á, người ta chỉ nuôi heo cái để đẻ à. Cho nên mới xảy ra cái chuyện mà thụ tinh nhân tạo đó, để cho ai người ta nuôi theo được. Tại nuôi theo nái đẻ là còn bán được dúa theo nướng nữa, bán được nhiều món hơn con heo là không bỏ gì hết. Khó khăn à. Hai thầy trò đang nói chuyện nhau. Đây chưa luôn. Cái buồn vừa cái khẩu hà rồi. Có chút đây học lý rồi. Em cao lên là chút cái này cái này cái chứ. À, đứng nắm quá quạt được luôn. Cái quạt mo là khác, cái tàu mo là khác. Con nhìn thấy giống cái bối cảnh nhà của heo nọc nha. Chụp hết con cái mồi à, để gì lưu lại, lưu lại cái vị trí ở đây nè. Đây mày làm bãi ăn cơm là đúng mày luôn ha anh Trúc ơi. Cái bàn ăn cơm nè. Ờ cái tủ anh Nghĩa, cái tủ này đúng tủ miền Tây luôn nè anh Nghĩa. Bàn ăn cơm nè. Bên nhà có anh Trúc ơi á, có bàn ăn cơm rồi nè. Kìa trời ơi, Trúc ơi kìa, Trúc ơi kìa, Trúc ơi kìa. Chưa bắt giới. Ủa, đứng mồi chàng chưa bắt giới luôn trời. Quá quá, quá trời luôn rồi. Phải dữ lắm đó bạn. Chị chàng luôn trời. Chưa bắt giới, đóng bài chưa bắt giới. Có tờ luôn đi. Thiên bình là có sẵn hết lên à, thiên bồng nguyên sói. Nguyên tiện với con chó theo sau chứ. Cái chuồng heo ở đây có đúng ý của đạo diễn Nguyễn Minh Khang không? Ok á. Bây giờ đang thiếu con heo đực, con heo nọc, con heo chai. Có cái clip mà của mấy cái người bắt ở ngoài kia đó. Ừ. Ừ, đặt chân luôn nè. Đúng không? Nó đâu có vậy. Đúng rồi. Mày đánh nó bậy không? Chúng đánh nhau á. Không có cầm đó đi đánh thà nữa đó. Mua cái nhân lấy cái rửa. Em sợ là nó lóng với nhau á. Đặt chân nó bậy dài dài. Vô nhé vô. Nó nổi lên. Mà nó còn y chang nè. Gỗ không thấy cái ba cào nó hợp lý không? Rồi cái đó quay phim không có thấy nó mỏng quá. Đúng rồi. Đâu có cái đập để mình lấy. Cái này đưa nãy anh dán vô đâu có thấy. Có mấy mình lấy miếng nhôm á mình dán lại. Dán lại nhìn nó. Ê, ê, à. Nó bằng cái 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 nó không có là ship có, la la là cái gì cũng có mà.
chú gọi xong chú hỏi bây giờ cái đó mình còn cần cái dao lên đường mấy ngày lại cái đó dao lẹ lắm. Rồi sau một ngày đi chốt bối cảnh tới bối cảnh cuối cùng rồi anh thấy hôm nay buổi bối cảnh như thế nào? Buổi chốt bối cảnh như thế nào? Có những bối cảnh rất là nghĩ nhưng bây giờ phải viết cái kịch bản lại cho nó phù hợp với cái gì kịch tới. Còn lúc mình viết là mình tưởng tượng theo ý của mình. Còn khi mình coi là có những cái có, những cái không thì mình phải chỉnh sao cho cái kịch bản mình với cái bối cảnh kịch tới nó phải giống nhau. Thì phải chắc cũng phải có 4-5 ngày để sửa cái kịch bản. Với lại cái cuối cùng là giờ đang khó khăn nhất hiện tại đó là tìm con heo nọc cho anh Tuấn Voi. Heo nọc của anh Tuấn Voi. Riêng anh thì thấy rất là bực bội. Anh nói thiệt, từ sáng giờ đi chưa làm gì hết rồi, có ăn không? Ăn nằm giống uống xì tim. Rồi xong rồi thôi đó. Hồi nãy mới kiếm được một bồ cào nhưng mọi chuyện là bối cảnh ok hết. Anh nhớ là cái này phải quá anh bực nha. Tới lúc này mặt cực quá là nó mệt nữa là mệt nhưng nha. Nhưng mà bây giờ chỉ cần là một diễn viên chính của đoàn phim thôi. Cả trăm người chỉ đợi cái một diễn viên một thôi, đó là con heo độc. Diễn viên là có hết rồi đó, giờ đợi bắt mọc thôi. Có hết rồi mọi người. Đợi xem nha, nha, nha. Chị của bạn, mình là Trung Hình. Lần này thì mình sẽ thủ vai sự dắt cho bộ phim của đội chủ bên của đội diễn viên Trang. Các bạn nhấn like, subscribe kênh Sky TV. Cảm ơn các bạn rất nhiều.